tấn thắng phước thì Phật tử tăng quy pháp luân thường kiến pháp luân thường kiến pháp luân thường kiến tứ phương thiên hạ thái bình nhân dân an lạc hồi tấn phước thì đệ tử chúng đẳng tưởng thừa Phật lực phần tình cái thì mà chỉ bình an đến thờ do tiêu tiểu thì ta đã tiêu phụ thuộc tại đà kiết thánh hạ bảo cùng đón làm đà công đường đá phúc hiện tiền nhà tử thánh thượng lệ là bốn ba tuổi thái hữu định bốn ba tuổi thái a tuổi thái sổ bốn tám tuổi tần ba mươi bốn tuổi tiền quân hạ ba mươi tuổi nhân bốn mươi tuổi tiền hạ bốn lời bốn bốn tuổi Thank you.
Thank you.
Xuân đang về, xuân đang đến, trời đang sáng, mặt trời đang sáng,
Thank you.
đây dữ vậy? Có lớn không? Thank you.
để cái gì trên đây ngồi hát xuống quầy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
係This is the kitchen. Nothing like that. Good tour. Thank you.
này là má bà đại diện quân. Thank you.
Yeah.
Thời gian Tết em. Cái nhà thì giật quá, giận Tết á, xưng đâu về á. Nhưng mà Tết thì không được này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sai! Okay, okay.
That looks nice, right? Excuse me, please.
lo, đừng lo kỳ lắm. Oh!
Mm-hmm.